Trời ơi, khi mình không hại họ thì họ cũng hại mình. Ai biết được, giờ nó qua nó khều em cái sao? Mà nói chuyện thì ghét hơn. Đòi ngủ sướng không vậy nổi. Sao kỳ vậy ta? Có bỏ mẹ vậy. Dậy ơi. Đội bên đây cũng dậy từ hồi khuya rồi, cũng chưa kịp ngủ nên đâu có ngủ đâu dậy. Náo nhiệt lắm, khu vực này náo nhiệt ha. Mấy anh trên lầu náo nhiệt quá. Rồi mấy chị nhân viên á, mà cũng lựa chỗ ngủ ha, ngay chỗ có cái máy chấm công. Hello. 30 giây sau bà kia vô. Hello. Tại mình nằm ngay quốc lộ 1A. Cái bà... Hello, quay quay thấy nghệ sĩ. Ủa, sao ngủ đây? Trời ơi là trời. Ủa sao mày nghe? Ngay cái lỗ tai mà không nghe. Con thì con nghe. Ngủ đi. Ngủ ngon. Ngủ đi con. Con nghe như lời mẹ ru vậy đó. Không, em thì nghe cái gì đó, cái chuông gió dạ. Gõ hoài luôn. Thì đã nói là bên đó là khu vực lễ tân biết ồn rồi nên mới dời mọi người qua đây. Hôm qua nhờ mẹ con tụi em đi cầu thật như vậy mà còn ngáp ngáp được. Chị Kiều Anh, chị con hả? Hai tiếp tục cuộc đời phong ấn rồi. Hôm qua cái mái nhà sập dữ dội luôn á. Mái nào? Mái nhà chị mới 3 giờ chiều đó vậy nè. Ủa? Ủa? Ủa khách mời mới vậy? Như đâu rồi? Vậy muốn đổi đội không? Nè chị mèo, Như đâu? Về. Ngủ ngon vậy? Ngủ ngon, chị Quanh bắt xe về luôn rồi anh ơi. Sao vậy? Không dậy nổi. Trời ơi. Về đâu? Về là anh biết liền. Tại vì cái chân chỉ từ 3 giờ chiều là anh cứ vậy nè. Chứ đâu phải đi bình thường như mình đâu. Ủa vậy hả? Chứ sao, đi ngang là anh biết, sẹt sẹt biết liền. Trời ơi, mẹ gì tại như bị lết vậy. Chị nhờ chị muốn quanh đống lửa là chị sập mí không? Các em hôm qua sao? Dạ. Tụi em hôm qua tình hình sao? Chị có gặp chị Quanh nữa không chị? Em nói với chị Quanh không còn tồn tại. Trời đây, ơi à, xem va lại cái lúc mà rang cà phê. Ê mày chết ơi, mày chết mày chết rồi, mày à. Và bây giờ nhưng mà chị dạy được là hay rồi đó. Quá mệt. Em đi rồi. Hello mọi người. Lại là em. Kiều Minh Tuấn đâu ạ? Đi vệ sinh rồi chị ơi. Rồi bây giờ nhà mình chia sẻ về giấc ngủ đi ha. Ngày hôm qua là chắc chắn là bên kia là ngủ ngon nè. Giờ này còn không dậy nổi là biết ngon rồi. Còn chúng tôi thì thực ra cũng chưa ngủ. Thật ra một đêm vẫn dài. Mà đứa nào dặn nhạc kìa? Nào sáng dặn nhạc? À đâu, tóc tiên tới hát xong về rồi chị. Trời hát phục vụ mình, nó hát kêu mình dậy thôi hả? Kế mà dậy xong về. Chị, mà sao nhạc ầm ầm vậy mà chị không dậy nổi luôn hả? Không. Kệ nó đi em ơi, có đôi lúc mình phải... Qua đây. Chơi cái kẹp rồi bị lãng tay luôn rồi. Hai cây. Nhi, Nhi. Dễ hàng chân mày lại cái. Để đi. Ừ, hỗ trợ dễ hàng chân mày lại cái. Dạ không, để khán giả thấy nét mộc của em. Mộc? Không có, nè em nghĩ dậm nhẹ rồi. Đây là nét mẹ của em. Trời ơi, công nhận chị Dư ha, quá trời, trời ơi, nét nào cảnh. Không, đừng giỡn nha, Như mà khi không đánh cấp thì nó rất xấu. Hả? Rất xấu. Là đó là cái sự thật mà không thể nào mà chối cãi được. Không, thôi chị không buồn. Không buồn chị ơi, trai đẹp đâu. Ai chê chị gì cũng được. Cho chị vô ngủ lại đi, muốn nói gì nói mặt mọc, mặt móc gì. Ủa, anh tưởng anh bị đánh cắn sao lâu. Chị Quanh, chị nghĩ sao về cái sự tự tin ngày hôm qua, nó còn được bao nhiêu phần trăm cho tới sáng nay ạ? À? Hôm qua là lớn tuổi mà nông nổi. Lớn tuổi mà nông nổi. Còn ngày hôm nay sự trả giá quá đắt. Anh lại giữa cho, nãy giờ nửa tiếng đi đâu vậy? Đánh răng, rửa mặt. Nó đánh răng rửa mặt 3 tiếng á chồng em. Ủa, lát vô nó đánh mặt bên đây chưa? Tụi chị có lâu.
Để mình anh đọc chín toilet. Lôi đầu lên luôn. Nhưng mà mắt chị vẫn còn đỏ nha. Chị bị bên đây nè. Chưa đâu, từ đây tới chiều còn nhiều lắm. Chị có muốn dừng chơi không? Không. Chơi 4 game nữa. Chơi. Lỡ rồi tới đây không có ai đưa về. Hôm qua có ai không ngủ được không ạ? Chị lúc chị thấy bộ đồ như Lê Dương Bảo Lâm, chị ấn tượng tối chị. Chị sợ quá sợ. Lúc nó xuất hiện mà nó lên nó kể lễ dù cho ngủ. Chị phải kéo mặt lên. Em bồng chị lên xem coi bài tarot cho chị mà chị còn nói nữa thiệt. Em coi tới đâu nước mắt chị lưng tròng tới đó cho nó sao mà đúng quá vậy em, sao mà đúng quá. Nó có là khoa học chơi, là khoa học chứng minh chứ không có mê tín gì đây. Sao mèo, sáng nay em không nói được gì hả? Không nói nổi hả? Em là có hai cái giường thì chị Quanh ngủ ngủ lớn. Nhờ thì chị Quanh ngủ giường lớn, em ngủ ghế xếp. Chị Quanh ngủ ngủ nhờ ngủ đầu ngủ giường lớn hả? Ngủ giường lớn mà khi nói chị Quanh ơi chị ngủ giường lớn, em ngủ giường nhỏ, không một cái lời gọi là thôi em cảm kích hay là một cái nhường lại để em không, chị lên chị nằm luôn. Ừ. Chị vui vẻ luôn. Mà hả tối hôm qua trước khi ngủ á, bé trợ lý em á gửi cho em cái tin là nó gửi nguyên cái video luôn. Hôm qua đi ngoài đường thấy nguyên một con rắn cạp nông nè, nhìn đi rắn thì bình thường có gì đâu, rắn cạp nông á anh thì có gì đâu. Trời ơi, loài rắn cũng như loài người, khi mình không hại họ thì họ không hại mình, ai biết được. Rồi nó qua nó khều em cái sao mà nó chỉ ghét thôi, nằm trong phòng mà sợ rắn cạp, còn chúng tôi đây nằm ngay cái hang rắn nè. Không, cái bệnh cũng xả chung thiếu rắn hầm xả luôn á. Em có suy nghĩ luôn á, em có suy nghĩ không biết mọi người ở đây có sao, có bị sao không á. Rồi một chút chia sẻ buổi sáng vậy rồi hy vọng là bây giờ là các bạn tỉnh táo hơn rồi ha. Tại vì cái hành trình của chúng ta vẫn còn. Trời ơi, đội chúng tôi tỉnh táo từ lúc hôm qua ăn cơm rồi. Dạ rồi chưa tỉnh đúng không ạ? Rồi chưa tỉnh em ơi, chuẩn bị nhạc tập thể dục em ơi. Trời ơi, trời ơi. Rồi chúng ta tập thể dục đi ạ. Ngủ ngủ em ơi, xong rồi ngủ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi rửa mặt, đánh răng, thay đồ và chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình sáng nay ha mọi người ha. Sáng em chơi game hả? Sáng nay có chơi game, nhưng mà thay đồ rồi mới chơi. Đồ hôm nay rồi đó. Em bận sẵn đồ chưa? Em định qua là ăn cơm sáng á. Hôm qua là lớn tuổi mà nông nổi. Nông nổi mà nông nổi. Còn ngày hôm nay sự trả giá quá đắt. Anh lại rửa cho, rửa nãy giờ rửa tí đi đâu vậy? Đánh răng rửa mặt. Nó đánh răng rửa mặt 3 tiếng trong mấy em. Ủa lát vô nó rửa mặt bên đây chưa? Rồi chưa tỉnh em ơi, chuẩn bị nhạc tập thể dục em ơi. Trời ơi, trời ơi. Ngủ ngủ em ơi, xong rồi ngủ. Ngủ đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Em coi tới đâu nước mắt chỉ lưng tròng cái đó nữa sao mà đúng quá vậy em, sao mà đúng quá. Nó là khoa học chứ, là khoa học chứng minh chứ không có mê tín gì đây.